Xin kính chào quý vị khán giả. Có lẽ hiện nay, trong số các lực lượng không quân, tăng thiết giáp hay pháo binh thì lực lượng hải quân là lực lượng duy nhất mang trong mình sức mạnh hủy diệt thực sự. Không phải tự nhiên mà Việt Nam lại trở thành một thế lực đáng gờm tại Đông Nam Á, bởi theo các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có biên chế đầy đủ các lực lượng hải quân, trong khi một số quốc gia khác thì chỉ là lực lượng thiếu, như Indonesia thì không có lực lượng tên lửa bờ, còn Thái Lan thì thiếu lực lượng tàu ngầm. Trong khi đó, Việt Nam lại có đầy đủ tất cả, từ một lực lượng chấp pháp biển hùng hậu chỉ đứng sau Trung Quốc, cho tới tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, không quân hải quân, đặc công nước, hải quân đánh bộ. Và nếu một cuộc chiến nổ ra, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn có thể đánh một trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, chứ không chỉ có mỗi con đường duy nhất là lối đánh du kích nữa. Và điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi sau khi đã thống nhất nước nhà vào năm 1975, vẫn còn rất nhiều hòn đảo ngoài khơi bị các nước trong khu vực chiếm đóng. Do đó, lực lượng hải quân đã được tập trung xây dựng trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng giương cờ khi có biến để nhanh chóng lấy lại những hòn đảo này trong hòa bình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam, về trang bị và cả năng lực của người lính, để xem năng lực phòng thủ và khả năng tấn công là đáng gờm như thế nào. Thứ nhất, tàu ngầm Kilo, đòn hủy diệt của Hải quân Việt Nam trên Biển Đông. Quý vị thân mến, mặc dù lực lượng tàu ngầm là lực lượng được trang bị trễ nhất trong biên chế Hải quân Việt Nam, nên đáng lẽ ra nó nên được đưa vào cuối cùng trong danh sách video này. Thế nhưng, sở dĩ nó được nhắc tới đầu tiên là bởi vì tàu ngầm sẽ tái hiện được rõ nhất sức mạnh của Hải quân Việt Nam cả về trang bị lẫn người lính. Điều đầu tiên cần biết là Việt Nam ta hiện là quốc gia đứng số 1 khu vực về quy mô và sức mạnh hạm đội tàu ngầm. Trong biên chế của Hải quân Việt Nam đang có tổng cộng 6 tàu ngầm Kilo, đứng thứ 3 thế giới về số lượng, chỉ sau 22 chiếc trong biên chế của Nga và 10 chiếc trong biên chế của Ấn Độ. Thứ hai, Kilo vốn được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu ngầm khác, tàu nổi trên mặt nước và hầu hết các phương tiện thủy của đối phương. Thậm chí, nó còn có thể tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đất liền. Do đó, sở hữu 6 chiếc tàu ngầm Kilo đã biến Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa Calip được trang bị trên tàu. Kilo vốn được mệnh danh là hố đen đại dương, vận hành rất êm và khả năng biến mất khi ở dưới nước của nó. Do đó, 6 chiếc Kilo của Việt Nam từ khi cập cảng đến nay đã trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả mọi quốc gia trên Biển Đông. Bởi thử nghĩ mà xem, với tên lửa hành trình Calip được lắp trên tàu ngầm Kilo, nó chứa đầu nổ nặng 450 kg, tầm bắn từ 220 km, biến thể tấn công tàu mặt nước đến hơn 300 km, biến thể tấn công mặt đất và bay ở tốc độ cận âm 990 km/h thì sẽ khủng khiếp như thế nào nếu như các đội quân tàu chiến không may bị tấn công hay những mục tiêu quân sự giá trị trên mặt đất chúng phải hỏa lực của loại tên lửa này. Đặc biệt, khi tiếp cận mục tiêu, đầu đạn chứa hơn 400 kg thuốc nổ tách ra từ động cơ chính của Calip sẽ tăng tốc đến 1 km/h, tức là gấp 3 lần tốc độ của âm thanh, khiến cho nó trở thành bất khả xâm phạm đối với các hệ thống chống tên lửa của đối phương. Cộng thêm khả năng biến mất trong lòng đại dương của Kilo sẽ thật không may cho những quốc gia nào dám gây hấn với Hải quân Việt Nam. Sức răn đe của Kilo còn trở nên đáng sợ hơn khi quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt căn cứ của chúng ở quân cảng Cam Ranh. Đây rõ ràng là một dụng ý từ phía Việt Nam. Đặt từ quân cảng này, Việt Nam có thể dễ dàng phối hợp tác chiến tàu ngầm với các lực lượng tàu chiến mặt nước cùng với không quân hải quân đánh một trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, sức mạnh của Kilo chưa phải là toàn bộ yếu tố cấu thành nên sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Việt Nam mà còn phải kể đến những người lính chỉ huy tàu. Trước đó, đúng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, quả tên lửa phóng đi từ tàu ngầm đã bắn trúng trực tiếp mục tiêu, ghi dấu mốc đầy tự hào đối với kiếp tàu ngầm lớp Kilo 636, số hiệu 182 Hà Nội. Và đội thủy thủ điều khiển con tàu này chính là kiếp tàu ngầm đầu tiên được đi Nga học. Vấn đề ở đây là họ chỉ mất thời gian khoảng 19 tháng học ở Nga, tức là chưa đầy 2 năm là đã có thể lấy được chứng chỉ thực sự trở thành thủy thủ tàu ngầm. Trong khi học viên của các nước khác học cùng khóa với họ phải mất tới hơn 4 năm.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng gờm nhất. Khi tàu Kilo 182 Hà Nội mới về Việt Nam, một số chuyên gia Nga cũng theo sang để chuyển giao công nghệ. Và tại đây, kíp tàu 182 đã triển khai bắn tên lửa đối hải trong lòng biển sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017 mà không có sự giúp đỡ của chuyên gia Nga. Bắn tên lửa đối hải trong lòng biển là một nhiệm vụ khó khăn nhất đối với tàu ngầm và chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, trong khi không có sự giúp đỡ của chuyên gia Nga. Và điều này đã gây ngỡ ngàng cho chuyên gia nước bạn bởi vì ngoại ngữ của thủy thủ Việt Nam có phần hạn chế, trong khi kiến thức về chuyên ngành quân sự của tàu ngầm rất khó. Có thể nói sau vụ này, Nga đã một lần nữa phải bất ngờ trước người lính Việt Nam. Họ đã từng bất ngờ một lần trong Thế chiến, thế nhưng điều đó đã được lặp lại ngay trong Thái Bình. Thứ hai, hạm đội tàu mặt nước, bộ mặt sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong rất nhiều cuộc chạm trán với các nước láng giềng ngoài Biển Đông, đã không ít lần người ta đã phát hiện ra các tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam như Gepard 3.9 đã xuất hiện gần khu vực tranh chấp. Tuy không trực tiếp phát động tiến công, nhưng với sự xuất hiện của nó đã tạo nên một cảm giác lạnh sống lưng khó tả. Gepard 3.9 là loại tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc phối hợp trong đội hình biên đội tàu chiến thuật. Gepard 3.9 được thiết kế cho cả nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và cả tác chiến hiệu quả trong các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, giải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Có thể nói, Gepard 3.9 là một trong những con tàu quân sự đa năng nhất hiện nay. Lực lượng tàu chiến của Hải quân Việt Nam hiện đang có 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 như vậy, lần lượt là tàu 011 Đinh Tiên Hoàng, tàu 012 Lý Thái Tổ, tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Đây là 4 trong tổng số 6 chiến hạm mà Việt Nam đặt mua từ Nga nhằm xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Ngoài việc theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Gepard 3.9 còn có khả năng tàng hình. Gepard của Việt Nam được tích hợp nhiều công nghệ tàng hình kết hợp giữa thân vỏ góc cạnh và sơn hấp thụ sóng radar, hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại. Hệ thống vũ khí trên tàu có thể nói là rất đáng gờm, đủ để đối phương sờn tóc gáy khi thấy chúng. Đầu tiên là phải kể đến dàn tên lửa KH-35 Urane có tầm bắn đạt 260 km và hiện đang được Việt Nam nghiên cứu chế tạo một phiên bản khác là VCM-01 có tầm bắn xa hơn. Tên lửa này có thể phóng một đạn hoặc phóng theo loạt đạn và một hoặc nhiều mục tiêu. Nó bay theo kiểu bám đỉnh sóng và nổ phá mảnh, nên hầu hết các chiến hạm mặt nước, tàu vận tải có lượng dạn nước khoảng 5.000 tấn đều không thể sống sót nếu bị loại tên lửa này tấn công. Thậm chí, nếu tấn công chính xác vị trí kho đạn dược trên tàu, tên lửa này còn có thể phá hủy cả những chiến hạm hàng chục nghìn tấn. Một trong số tàu chiến cỡ lớn như vậy từng chịu tổn thất nói trên, đó chính là tàu tuần dương hạm Moskva của Nga. Chiếc tàu này đã chìm sau khi trúng hai quả tên lửa Neptune của Ukraine ngoài Biển Đen. Tên lửa Neptune thực chất chỉ là tên gọi khác của KH-35 do Ukraine tự sản xuất. Và từ những năm 2010, Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa KH-35 với Nga. Theo đó, Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga đã tiết lộ rằng họ đã chuyển giao 3 mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau, phóng từ trên không, bờ biển và tàu chiến mặt nước theo yêu cầu từ phía Việt Nam. Cũng do vậy mà Gepard 3.9 Việt Nam hiện nay không còn lo thiếu tên lửa nếu như có chiến tranh nổ ra. Có thể thấy, chiến tranh hiện đại đã tạo lợi thế nhiều hơn cho bên bất đối xứng. Dù chúng ta không sở hữu vũ khí to và lớn hơn đối thủ, nhưng với những đòn điểm huyệt bằng tên lửa, những chiến hạm vĩ đại nhất vẫn có thể vào kho niêm cất mãi mãi. Cũng do vậy, sở hữu dàn Gepard 3.9 cùng việc tự chủ sản xuất tên lửa trong nước đã khiến cho Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng máu mặt nhất khu vực. Tất nhiên, chỉ với vài chiếc Gepard 3.9 thì vẫn là chưa đủ để Hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ trên khắp vùng Biển Đông rộng lớn.
Do đó, từ cuối những năm 2000, Việt Nam đã cùng với Nga đóng mới biên đội 8 tàu tên lửa khác thuộc dự án 12418 lớp Monija, trong đó 2 tàu đóng tại Nga, 6 tàu đóng tại Việt Nam do Tổng Công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009 trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Một lần nữa, Việt Nam được Nga chuyển giao công nghệ đóng tàu và lớp tàu Monija này hiện đang đóng vai trò xương sống trong khung sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Tàu tên lửa tấn công nhanh Monija một mặt là một trong hai lớp tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, chỉ đứng sau các tàu hộ vệ tên lửa Gepard. Khả năng tác chiến của tàu tên lửa Monija không hề thua kém các tàu chiến cỡ lớn nhờ vào việc được trang bị các tên lửa chống hạm cực mạnh như Gepard. Theo đó, tàu tên lửa Monija 12418 được trang bị 4 dàn phóng tên lửa Urane với tổng số 16 tên lửa, cự ly bắn 130 km, một pháo hạm tự động AK-176M, cự ly bắn khoảng 15 km, cao 11 km và tốc độ khoảng 120-130 viên trên phút. Tàu cũng trang bị 2 pháo 6 nòng tự động AK-630 có tầm bắn từ 4-5 km, tốc độ bắn từ 4.000 cho tới 5.000 viên trên phút. Mặt khác, khác với Gepard ở chỗ, Việt Nam có thể tự sản xuất được lớp tàu Monija. Do đó, sự ưu việt của Gepard được nhân lên rất nhiều lần. Giờ đây, Monija có thể thay thế Gepard đưa tên lửa KH-35 đi khắp nơi trên Biển Đông, sẵn sàng tung những đòn chí mạng vào kẻ thù. Ngoài ra, nếu Gepard 3.9 có trọng tải choán nước lên tới 1.500 tấn thì Monija lại chỉ có 500 tấn. Do đó, nó được gọi là tia chớp vì sự lanh lẹ cùng khả năng tác chiến đáng sợ. Với 4 dàn phóng tên lửa, chúng sẽ có thể tiêu diệt được các âu tàu chiến lớn hơn bản thân gấp nhiều lần. Ngoài tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương cũng đều nằm trong thực đơn của Monija. Có thể nói, tên lửa là một trong những trụ cột chính làm nên sức mạnh của Hải quân Việt Nam và những lớp tàu hiện đại có sức sống cao như Gepard và Monija chính là bệ phóng để Việt Nam phô diễn sức mạnh đó. Cả Gepard và Monija đều được trang bị những hệ thống phòng thủ hiện đại giúp những lớp tàu này có thể cận chiến một cách bền bỉ nhất. Cùng với hai lớp tàu chủ lực trên thì theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam tổng cộng đang có trong biên chế 65 tàu chiến mặt nước các loại, trong đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ săn ngầm, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên do trong các cuộc họp của Quốc hội Việt Nam gần đây đã đề cao chủ trương hướng ra biển và xây dựng kinh tế biển. Theo đó, vào chiều 28 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, thì tại đây, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội cho rằng, dự án luật công nghiệp quốc phòng cần thể hiện rõ hơn nữa tư duy hướng biển, tiến ra biển, làm chủ biển, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường và không gian biển. Với nội dung dự thảo của luật hiện nay, chúng tôi cảm nhận là chúng ta vẫn hướng về lục địa, đất liền. Cũng trong buổi thảo luận đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định Việt Nam là đất nước làm giàu từ biển. Điều đó đồng nghĩa công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Ông cũng cho biết hiện nay Việt Nam đang sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ, chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ có mỗi tàu đánh cá. Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất, kể cả sản xuất vũ khí chiến lược, đều đáp ứng yêu cầu bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không, mà cả trên mặt nước. Các bạn thân mến, có thể nói đây là một dụng ý rất rõ từ phía Việt Nam. Do đó, hạm đội tàu chiến mặt nước sẽ tiếp tục được mở rộng một cách nhanh chóng và củng cố uy tín ngày một lớn cho sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Biển Đông. 3. Binh chủng tên lửa, pháo bờ biển, hủy diệt lực lượng đổ bộ nhắm vào Việt Nam. Nếu trước đây, Mỹ từng êm ả đổ bộ hàng nghìn quân lính xuống Đà Nẵng, thì ngày nay, nếu một hành động tương tự diễn ra sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy nữa. Với hỏa lực từ tên lửa và pháo đã lên nòng sẵn, các lực lượng đổ bộ đường không chiến lược cả trên đất liền lẫn trên biển của kẻ thù sẽ bị sới tung bởi lần mưa đạn và khói.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng với các quốc gia có ý định xâm lược Việt Nam, nếu không hủy diệt được lực lượng tên lửa pháo bờ biển trước tiên thì cũng đừng hòng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Vậy, lực lượng tên lửa pháo bờ biển có sức mạnh như thế nào? Ngay sau khi thống nhất nước nhà năm 1975, binh chủng tên lửa pháo bờ biển thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam cấp tốc xây dựng. Bởi cuộc chiến tranh giải phóng giờ đây đã trở thành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng tên lửa pháo bờ biển vẫn là tác chiến chống đổ bộ bờ biển của quân đội đối phương, bảo vệ các căn cứ, hải quân, các cảng quân sự. Nhưng ngày nay, do tranh chấp trên Biển Đông ngày một leo thang với nhiều diễn biến phức tạp nên binh chủng tên lửa pháo bờ biển tiếp tục được nâng cấp các trang thiết bị không ngừng. Và kết quả, họ đã kiêm luôn cả nhiệm vụ của pháo binh mặt đất. Trong đó, như lữ đoàn 679 đã được trang bị nhiều khí tài mới nổi bật là hai tổ hợp K-300P Passion P cùng hơn 40 quả đạn hỏa tiễn P-800 Yakon. Hợp đồng này được ký với Nga vào năm 2005 với trị giá 300 triệu USD gồm hai tổ hợp đầy đủ. Ngoài ra, còn có chương trình hiện đại hóa tổ hợp 4K-44 Redus và 4K-51 Rebels của đơn vị. Để hiểu hơn về sức mạnh của lực lượng này, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ khoản đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Passion P mà Việt Nam đã đặt mua từ Nga. Theo đó, kể từ khi sắm hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Passion P, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu hoạt động trên biển và cả các mục tiêu trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp cần thiết, lữ đoàn 679 không chỉ có thể hủy diệt những kẻ muốn xâm phạm căn cứ từ hướng biển mà còn có thể khống chế các khu vực không may bị chiếm trong đất liền. Passion P K-300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Nó chủ yếu được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt biển và mặt đất. Tầm bắn hiệu quả của nó đạt 300 km và có thể dùng để bảo vệ một bờ biển dài khoảng 600 km. Cấu hình cơ bản của hệ thống Passion gồm 4 xe mang ống phóng tự hành chứa đạn tên lửa bên trong. Tiếp đó là một hoặc hai xe điều khiển có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút. Một xe đảm bảo sẵn sàng chiến đấu MOBD. 4 xe chở đạn được trang bị cần cầu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho các xe mang ống phóng. Và cuối cùng là các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu khác. Tên lửa Passion P có hai loại hành trình bay cơ bản. Loại thứ nhất là hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120 km. Loại thứ hai là hành trình bay cao thấp hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300 km. Khi sử dụng hành trình bay cao thấp hỗn hợp, Passion P có thể đạt được độ cao 14 km. Nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu thì nó có thể hạ xuống độ cao từ 9 đến 15 m. Với độ cao này, muốn đánh chặn là rất khó vì công nghệ đánh chặn tầm thấp hiện vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Ở tầm cao, tốc độ của Passion P là 780 m/s, còn ở tầm thấp là 680 m/s. Loại tên lửa này được dẫn đường bởi hệ thống dẫn đường quán tính. Sau khi nhận được phần tử bắn từ hệ thống trinh sát, điều khiển của tổ hợp, tên lửa sẽ tự động tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 50 km và góc lệch 45 độ. Thời gian bố trí, triển khai hệ thống tên lửa Passion chỉ trong vòng 5 phút. Sau khi đã được triển khai hoàn toàn, mỗi tổ hợp phóng có thể chuẩn bị sẵn sàng 8 đầu đạn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Đặc biệt, hệ thống Passion có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ 3 đến 5 ngày tùy thuộc vào lượng nhiên liệu chuẩn bị. Có thể nói, việc đầu tư mới hệ thống nói trên đã cho thấy Việt Nam rất chú trọng trong việc phòng vệ. Quả thực, điều này xuất phát từ kinh nghiệm chiến tranh. Bởi khác với chiến tranh giải phóng trước đây, Việt Nam giờ đây đã chuyển sang dạng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung. Do đó, yếu tố phòng thủ rất được đề cao. Và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kẻ địch có thể tiến hành xâm lược Việt Nam qua cách đổ bộ đường không chiến lược ngay từ đầu hoặc trong quá trình tấn công nhằm tạo bất ngờ và chia cắt nước ta về chiến lược. Cũng có thể nhằm tạo hướng tiến công chiến lược mới, buộc ta phải phân tán đối phó hoặc nhằm tạo chỗ dựa cho lực lượng vũ trang phản động nội địa lập căn cứ, địa bàn để củng cố, mở rộng khu vực ảnh hưởng. Chính vì vậy, binh chủng tên lửa pháo bờ biển đã được xây dựng, nâng cấp liên tục, tới mức họ đã có thể thực hiện cả nhiệm vụ của binh chủng pháo binh trong quân chủng lục quân, bên cạnh hỗ trợ hỏa lực bằng vũ khí hạng nặng nhằm bảo vệ bờ biển.
và với sức mạnh đã được nâng cấp của tên lửa pháo bờ biển Việt Nam hiện nay, có thể xem họ chính là một rào cản khó nhằn cho bất kỳ ai muốn xâm phạm lãnh thổ đất liền hay các cảng quân sự, căn cứ hải quân của Việt Nam. 4. Không quân hải quân. Có thể nói, không quân hải quân là một lực lượng đặc biệt hơn lực lượng không quân bình thường. Bởi bên cạnh việc phối hợp tác chiến với các binh chủng khác hay trực tiếp không chiến thì không quân hải quân còn phải kiêm luôn cả nhiệm vụ săn ngầm và phải liên tục bay trên vùng biển hàng nghìn km để làm nhiệm vụ. Chính do khối lượng công việc đồ sộ như vậy nên không quân hải quân có cơ cấu rất đồ sộ. Trong biên chế của lực lượng không quân hải quân có các đơn vị chuyên biệt như lực lượng không quân tên lửa, lực lượng không quân chống ngầm, lực lượng không quân cường kích, lực lượng không quân trinh sát và cảnh báo sớm. Chỉ huy điều hành tác chiến đường không, lực lượng không quân tiêm kích và các đơn vị vận tải hậu cần kỹ thuật, đảm bảo đường không và cứu hộ cứu nạn. Với Việt Nam ta, sau chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã mạnh tay đầu tư rất nhiều cho lực lượng này. Một phần nguyên nhân là do trong chiến tranh, từ hướng Biển Đông, không quân Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức đánh phá miền Bắc Việt Nam. Lúc đó, Hải quân Việt Nam chưa có lực lượng không quân riêng nên đành oằn mình gánh chịu những vết bom loang lổ trên khắp đất nước. Và nỗi đau đớn đó đã hóa thành động lực với hàng tỷ đô la đã được đổ vào đầu tư cho không quân hải quân. Ngày nay, lực lượng này của Việt Nam đã có thể đảm nhiệm mọi nhiệm vụ trên Biển Đông từ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong số các nhiệm vụ kể trên đó là tác chiến săn ngầm. Tàu ngầm là một thiết bị rất nguy hiểm đối với an ninh của một quốc gia giáp biển như Việt Nam. Nhưng hiện nay, Việt Nam vẫn sử dụng chính cho nhiệm vụ này là các trực thăng săn ngầm K1KA-28. Trực thăng KA-28 dù cho là loại trực thăng săn ngầm tốt và tiên tiến hiện nay, thế nhưng nó cũng đã có thời gian hoạt động khá tương đối lâu trong biên chế hải quân ta, nên khiến cho việc phát hiện các loại tàu ngầm hiện đại thế hệ mới có thể gặp nhiều khó khăn. Và điểm thú vị ở đây là Việt Nam đang ngày một xích lại gần với Mỹ trong việc mua sắm các dòng máy bay phục vụ cho nhiệm vụ này. Mỹ là quốc gia nổi tiếng về sức mạnh không quân và hành động của Việt Nam cho thấy chúng ta là những kẻ thức thời khi sẵn sàng gác lại hận thù và có thể đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Cụ thể, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có ý định đặt mua từ Mỹ 6 chiếc máy bay tuần tra P-3C Orion của Hải quân Hoa Kỳ và hai bên đang tìm hiểu nhu cầu và tính khả thi của nhau. Dự kiến, 6 chiếc P-3C này sẽ được nâng cấp với các trang thiết bị vô tuyến điện tử hiện đại, thiết bị cảm biến tìm kiếm mục tiêu hồng ngoại FLIR, hệ thống máy tính ASQ-114, hệ thống xử lý dữ liệu AIA-8, hệ thống hiển thị MAD ASQ-81, radar ALR-95V, hệ thống định vị thủy âm AQH-4V tại Hoa Kỳ trước khi về Việt Nam nếu như hợp đồng được thực hiện. P-3C Orion là loại máy bay tuần tra trinh sát biển tác chiến chống tàu ngầm MPA. Sự xuất hiện của nó trên Biển Đông có thể tạo nên một sự thay đổi địa chính trị, địa quân sự khu vực. Nếu kế hoạch Việt Nam mua 6 máy bay săn ngầm P-3 trở thành hiện thực, chúng sẽ được biên chế cho lực lượng không quân hải quân và P-3C sẽ gia tăng đáng kể khả năng chống ngầm và bảo vệ lãnh hải cho Việt Nam, phục vụ yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Bên cạnh mua những khí tài mới, Viện Kỹ thuật Hải quân còn đã tự chủ phương án cải tiến hiện đại hóa hệ thống phao thủy âm vô tuyến trang bị trên các loại trực thăng săn ngầm KA-28 hiện có. Hệ thống này có thể nhận dạng, lưu trữ và phát hiện mục tiêu bên dưới mặt nước như thiết bị lặn không người lái, tàu ngầm, địa hình địa vật, từ đó truyền về cho trung tâm chỉ huy xử lý. Với đặc trưng của các tàu ngầm hiện đại, đó là càng ngày càng phát ra ít tiếng động, đặc biệt là tàu ngầm sử dụng công nghệ AIP. Cùng với đó là độ lặn sâu và thời gian lặn liên tục kéo dài, khiến cho nó vô cùng nguy hiểm, khó để phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Và với hệ thống phao thủy âm đã cải tiến thì chúng ta sẽ có thể bắt được tín hiệu âm thanh dù nó rất nhỏ. Các cán bộ của Viện Kỹ thuật Hải quân đã sử dụng các bộ khuếch đại tạp âm thấp và siêu thấp kết hợp cấp nguồn lưỡng cực để đảm bảo tạp âm thu về tối thiểu từ những tín hiệu nhỏ nhất của tàu ngầm đối phương tạo ra. Việc sản xuất thành công các hệ thống phao thủy âm vô tuyến nói trên đã giúp cho lực lượng không quân hải quân nhẹ gánh trong nhiệm vụ săn ngầm. Bởi hệ thống phao có thể được thả rộng khắp vùng biển Việt Nam, qua đó giúp lực lượng tên lửa bờ phối hợp tác chiến với cả lực lượng tàu mặt nước và không quân hải quân.
Nhìn chung, với đội hình tác chiến đầy đủ cùng những khí tài tiên tiến mua từ các cường quốc và công nghệ tự nâng cấp trong nước, do vậy mà Hải quân Nhân dân Việt Nam có sức mạnh khá vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Ưu thế này sẽ càng ngày càng được thể hiện rõ hơn nếu Việt Nam buộc phải chiến tranh chống xâm lược trong vùng biển của mình với những trang thiết bị đã được lên nòng sẵn cùng sự quen thuộc về địa hình. Rất khó để có một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, xâm phạm được Việt Nam từ phía biển hay trên biển.